Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay thì bên em lại về một chiếc crossover 5 chỗ cực kỳ hot ở thị trường Việt Nam. Xin giới thiệu với tất cả mọi người chiếc Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo, là phiên bản máy xăng cao cấp nhất, sản xuất năm 2019 và đăng ký năm 2020. Đó, xe thì sẵn biển Hà Nội luôn, chạy hơn 2 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Và biển của chiếc xe thì cũng rất là đẹp luôn anh chị nhá, 30G61552. Đó, chiếc này thì chạy hơn 2 vạn km, màu đen. Xe thì vừa cập bến bên em chưa qua dọn dẹp hay spa một chút nào cả anh chị nhá. Đây, xe thì vẫn đang còn những cái vết xước nhỏ nhỏ, thì em sẽ cho đi spa đánh bóng sau anh chị nhá. Đó, đang còn một vài cái vết xước răm đây nữa. Những cái này thì em chỉ sơn tỉa và em đánh bóng qua là hết thôi. Vẫn như mọi lần thì xe về anh em mình sẽ cùng đi một vòng quanh xe. Cá nhân em Thái Hòa thấy thì cái kiểu dáng này của Hyundai Tucson em vẫn thấy rất là đẹp, rất là cứng cáp. Và giá thì bây giờ cũng rất hợp lý rồi. Loanh quanh hơn 800 đã sở hữu một chiếc Hyundai Tucson bản full. Đó, Tucson thì đặc điểm của nó là gì? Rất cứng cáp, rất khỏe khoắn, option nhiều. Đó, và cũng rất là đẹp luôn đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Bản 1.6 turbo thì xe sẽ được trang bị bô đôi này. Đó, bô đôi này. Gia chủ thì đã dán phim cách nhiệt toàn bộ xe anh chị nhá. Rồi là vè che mưa, hay là rất là cẩn thận khi từng cái tay nắm cửa gia chủ cũng đã ốp chrome vào. Gia chủ lên thêm bậc lên xuống này. Đó. Ngoài ra một điểm khác biệt nữa của bản 1.6 turbo so với những bản khác đó là cái bộ vành. Vành của 1.6 turbo thì vành xoắn rất là đẹp luôn anh chị nhá. Nhìn chung là sơn si của chiếc xe thì em vẫn thấy rất là đẹp. Đó, một chiếc xe sau hơn 2 năm sử dụng, cái nước sơn của nó thì vẫn rất là đẹp. Sơn zin trên xe thì em đánh giá khoảng 95%. Gia chủ, đặc biệt là gia chủ đã lên thêm chiếc xe này là camera 360 này. Đó, camera 360 này. Tiếp đến này, líp cản trước này. Trông xe nó tăng phần thể thao và khỏe khoắn hơn rất nhiều luôn đúng không anh chị? Rất nhiều luôn đúng không? Xe thì được trang bị đèn full LED với 6 dải đèn, cực kỳ đẹp luôn anh chị nhá, cực kỳ đẹp luôn. Tiếp đến là đèn sương mù cũng được dạng LED này. Mặt ca lăng thì được thu gọn hơn một chút. Và ở bên trong là lưới tản nhiệt dạng than tổ ong cũng rất là đẹp. Cùng xem qua nội thất của chiếc xe một chút. Đó. Xe thì được trang bị hai ghế trước đều là hai ghế chỉnh điện anh chị nhá. Hai ghế trước đều là hai ghế chỉnh điện này. Táp lô, táp ly bọc da hoàn toàn. Rất sang trọng. Cửa sổ trời toàn cảnh. Đặc trưng của Hyundai Tucson rồi đúng không ạ? Hàng ghế sau của Hyundai Tucson là một điểm mạnh khi nó rất rộng rãi, nó rộng hơn hẳn so với CX-5. Đó, và thêm hơn nữa là xe được trang bị cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Nói chung là chiếc xe này em thấy là gia chủ giữ gìn đấy anh chị ạ, giữ gìn đấy. Đây, táp ly cánh cửa là gia chủ cũng ốp thêm vân gỗ này. Và rất nhiều chỗ ni lông trên xe còn chưa bóc anh chị nhá. Đây, ni lông vẫn còn chưa bóc này. Xe chưa qua spa dọn dẹp gì cả mà cái da đã đẹp như thế này rồi. Em mà dọn lên nữa thì nó là long con nhà bà Lanh luôn anh chị ạ. Đấy, nội thất của chiếc xe vẫn rất đẹp luôn anh chị nhá. Màn hình táp lô thì siêu sáng. Vô lăng của chiếc xe anh chị nhìn này, vẫn còn nguyên cái phấn của nhà sản xuất, mới dã man luôn. Đấy, cruise control này, nghe gọi điện thoại này, tăng giảm âm lượng này. Màn hình của chiếc xe, màn hình cỡ lớn, tích hợp camera 360. Ở dưới đây thì xe được trang bị sạc không dây này, điều hòa tự động hai vùng độc lập này, phanh tay điện tử, auto hold, 3 chế độ lái khởi hành ngang dốc, cảm biến xung quanh xe. Đó, xe thì được trang bị động cơ 1.6 turbo sản sinh công suất lên tới 177 mã lực. Cốp điện này chị nhá, cốp điện. Gia chủ cũng đã bọc toàn bộ thảm sàn 6D rồi, về anh em chả phải làm gì cả. Ngày mai em thấy hòa cho dọn nữa. Rồi, chung kết vẫn là cái giá thôi đúng không ạ? Tất cả những xe bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không hợp nước. Động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội anh chị nhé. Hiện tại chiếc Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo sản xuất năm 2019 và đăng ký lần đầu vào năm 2020 đang được Auto 88 chào bán với giá 885 triệu đồng. Đó, giá trên thì khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, bên em vẫn có thể thương lượng và giảm giá cho tất cả mọi người. Chiếc xe này bên em vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 7% giá trị xe trong vòng 5 năm. Đó, và chắc chắn là với một cái thương hiệu khá là có tiếng như bên em thì không bao giờ phải làm xe lỗi rồi đúng không ạ? Em cam kết cả km luôn anh chị nhá. Nghe danh tiếng Auto 88 là anh chị nghe đến YouTube hay là kênh TikTok của em Thái Hòa đúng không ạ? Nên anh chị
hoàn toàn yên tâm, đặt niềm tin vào em. Giá trên 885 triệu thì vẫn còn thương lượng được. Đó, anh chị yên tâm anh chị nhé. Anh chị nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ ngay qua số hotline ở trên màn hình 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa. Rất là cảm ơn anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui.